xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Thì bây giờ em đã vệ sinh tương đối là sạch đẹp rồi nhá. Đấy, phơi nắng cho nó bay hết các cái hơi ẩm đi. Đấy, dùng máy hơi xì cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Xì cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì đây là các cục đẩy, là các bác nào chốt con nào thì nệ trực tiếp này. Nói chung là về trong cái tình trạng này thì em nói luôn các bác này. Mà em nói thẳng luôn các bác nhá, các bác có chê, có mắng, có chửi em cũng chấp nhận, nó bình thường thôi. Là như này, bây giờ các bác là người mua thì không biết là nguồn hàng ở đâu có, rồi giá thành nó như nào. Nhưng còn bên em là bên em nhập và được, nhập được này. Thứ nhất là gọi là quen biết chủ hàng này. Với thứ hai là bán thì đến các bác là chỉ có mỗi việc là dùng và chơi thôi. Đấy. Và giá bọn em lấy vào thì em nói thật với các bác là em lấy phải giá thật là tốt. Nếu như hàng bán này mà lấy không tốt thì không bán được, mà bán cho các bác giá cao, chả may mà nó lỗi, nó bảo hành thì nó nghĩ làm nào. Bán hàng bãi nó cũng phải bảo hành. Riêng loa bên em cung cấp, em chỉ cam kết là nếu mà loa zin thì cam kết là zin từ đầu đuôi. Còn nếu mà loa sửa chữa rồi thì em nói thẳng luôn như thế. Còn như các cục đẩy này thì nhiều con về nó bị thay quạt, thì em nói luôn các bác nhé. Đây, ví dụ điển hình như con này. Dây quạt này mới này, đoạn này cũ này. Dây này, đoạn này mới, đoạn này cũ này. Đấy, cái con này là thay quạt. Cái điều này chắc chắn rồi. 10 năm, 20, hàng trăm, hàng nghìn con đẩy về, chả may bụi bẩn nó bám, nó kết vào đấy, quạt nó chạy nâu, nó nóng, nó om, nó chết là chuyện bình thường. Đấy, nhưng mà cam kết với các bác là cái công suất là hai vế công suất này. Đấy, nguyên zin này, tụ nguồn các cái này, chưa sửa chữa này. Đấy là hàng tuyển chọn đây là xấu cũng được, mặt xấu cũng được. Nhưng nội thất bên trong thì tương đối đẹp. Chứ mặt bên ngoài đẹp nhưng nội thất bên trong này. Ví dụ như mấy con này, mặt đẹp nhưng nội thất bên trong nó trông hơi xấu thì em hơi nhọc tí, vệ sinh nó rất là khổ. Các bác là người mua nên các bác có quyền đòi hỏi. Nhiều các bác là cũng gọi là chơi theo kiểu là bình luận ấy. Toàn kêu là em ôm đồ đồng nát với phế thải người ta thải ra xong nó mua về. Nhưng mà em nói thật các bác, nhưng mấy cái ông đi mua hàng bãi Nhật xịn, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Đấy, nếu mà hàng bãi thì cũng đấy là cái hàng như thế nào, các bác thừa biết rồi. Hàng ý là hàng đồ chơi. Và những cái hàng này cũng gọi là hàng đồ chơi, đồ giải trí. Nên là các bác đừng có yêu cầu quá là khắt khe. Ví dụ như các loại máy móc, máy nông nghiệp cơ, máy bơm, máy gặt mà hàng bãi Nhật hay gì gì đấy, mang về đánh thuế có 5%. Những cái hàng này hàng điện tử tiêu dùng, hàng giải trí thì thuế của nó là 10-15%, có khi 25% nếu đánh từ Nhật về. Đấy. Và chính phủ Việt Nam bây giờ cũng ra luôn cái lệnh là hạn chế, tạm dừng các cái hàng nhập khẩu, coi như là hàng điện tử nhập khẩu mà của nước ngoài người ta dùng rồi. Tức là rác thải điện tử, ví dụ như loa bãi, ví dụ như các dòng bãi Mỹ đi. Đấy thì tình trạng của nó còn tương đối thì vẫn được thông quan một chút. Còn những cái hàng nó kiểu như thế này này. Đấy, mà hàng từ Trung Quốc về mà đát của nó rất là mới này thì bọn em mua giá rất là cao. Cũng như là mấy cái hàng cao cấp của JB, Mỹ Miếc gì đấy, Crown Creek các kiểu đấy. Các bác biết rồi. Nên là các bác thắc mắc và các bác ý kiến cũng vừa rồi, các bác phải nắm bắt cái tình hình chung. Các bác đặt cái tình hình bây giờ các bác là, ví dụ các bác là người mua hàng đi, thì các bác có quyền đòi hỏi. Thế bây giờ các bác nhảy vào cái vai trò bán hàng như bên em đi. Thế bây giờ mỗi con đẩy lấy về bán chỉ được 300.000 nãi, thế còn bao ship tặng dây rác nữa thì nỗ à? Đấy. Thế bây giờ bọn em lấy về mỗi con này, nếu mà tính từ đầu đến đuôi, tổng chi phí mà không tính trừ các khoản chi phí thì em nãi được 600-800.000 một con. Đấy, còn bảo hành cho các bác này, chi phí phát sinh này, gửi đi các bác không nhận gửi về này. Đấy, chả may thế nhá. Hay là các bác đang dùng chả may nó lỗi, còn con khác thì đổi cho anh. Ok, đổi. Đấy, thì con lỗi kia về làm lại, bảo hành, chi phí bảo hành bao nhiêu? 300-500.000. Thế còn dây rắc phụ kiện tặng theo nữa, chi phí cước vận chuyển 150.000 nữa. Các bác kêu thế nào, đúng không? Nên là nói chung là bán hàng mỗi người một tính, làm dâu trong họ là cái nghề bán hàng, cũng như nghề phục vụ vậy. Đấy, ca sĩ bây giờ đi hát hay thì được thưởng tiền, còn hát mà không vừa lỗ tai của cả người nghe thì người nghe nhảy lên đấm vỗ mồm ca sĩ hát. Đấy, em nói có đúng không? Nhiều các bác bây giờ chơi theo kiểu là vơ đũa cả nắm. Cũng là buôn hàng bãi nha, có nhiều anh em hàng bãi tuyển chọn họ lấy rất là cao, rất là đắt tiền, hoặc là họ ôm số lượng cực kỳ lớn, nhưng mà bao là ông phải làm cho tôi sạch đẹp như thế này như thế kia thì người ta sẽ làm. Đấy, còn bên em là đơn vị kinh doanh nhỏ này và cũng gọi là mới nhảy vào cái thị trường hàng bãi này thôi, nên là nguồn hàng còn hạn chế, không vỡ được nhiều hàng đẹp long lanh như các bên khác, nên là anh em cũng có ý kiến rất là nhiều. Thì đây các bác xem đây nhá, hàng vệ sinh sạch đẹp này nhá. Đây là mặt trước này, bây giờ sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá.
mà sao có mỗi dây nguồn em chưa nâu thôi. Đấy, quạt nhiều con nó còn bị mốc này. Cái này thì làm nào, chỉ có mấy sấy tóc mà khò nhiệt, sấy cho nóng nên các mốc miếc này nó nóng nó sẽ nở ra, xong đầu này máy xì xì nó bay hết, có thế thôi. Còn đây các bác xem này, mặt sau là con tường đối này. Vừa nãy em đi máy xì xịt bụi mạnh quá nó rách luôn cả tem này. Đấy, con này là UA600 nhá. Đấy, các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Con này thì theo em đoán là có 8 sò thôi. Đấy, có 8 sò thôi, rẻ hơn có mấy trăm nghìn này. Còn con này là UA1330, con này là 16 sò này. Đấy, 16 sò, máy móc tình trạng như thế này. Đấy, đây mà sau con này nữa, UA1330 đó, tình trạng này vẽ còn tương đối đẹp này. Đấy, nói chung là những cái nào hơi bẩn hoặc xấu xấu thì em sẽ nâu, chứ còn như cái dây nguồn này nó nói thật các bác, cái này cắm điện thôi chứ có gì đâu mà nâu. Nào xong các bác về giẫm chân lên thì nó cũng thế, chả hơn được cái gì. Đấy, đấy nha, cứ cam kết các bác công suất là còn gì này được. Con này là UA1300 này. Đấy, tình trạng cũng tương đối đẹp nhá. Còn như cái tem này là nó dính phần nguồn này, tem nguồn này, tem cục nguồn này, nó dính này nó bay mất là chuyện bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Còn như con này nó hơi bị xước này thì em sẽ lấy sơn chấm chấm qua tí thôi, nhìn cho nó có mỹ quan chứ không nhìn xấu quá các bác ý kiến. Đấy, đấy máy đây, tình trạng nó nguyên đai nguyên kiện. Thôi tốt nhất là lần sau không quay cái đoạn mới về hàng nữa, phải vệ sinh sẵn đi xong bắt đầu quay, chứ quay từ đầu đuôi các bác nhìn thật quá các bác chửi em chết. Đó, ok nhá, các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.